Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Uông Bí năm 2016 đã kết thúc, tạm thời khép lại những tháng sôi động của hoạt động nghệ thuật tiêu biểu trong quần chúng nhân dân thành phố suốt thời gian vừa qua. Diễn ra 2 năm một lần, hội diễn năm nay được đánh giá là thành công trên cả 3 mặt: số lượng diễn viên, số lượng tiết mục và chất lượng các tiết mục về tham gia hội diễn. Quy tụ trên 1.000 diễn viên quần chúng đến từ 30 đơn vị là các xã phường, cơ quan doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, bệnh viện và các trường học trên địa bàn thành phố. Hội diễn là nơi thể hiện của 135 tiết mục, trong đó có 26 đơn ca, 18 song ca, 22 tốp ca và 33 hợp ca. Hầu hết chương trình của các đơn vị đều được xây dựng theo một chủ đề nhất định, hướng đến kỷ niệm 55 năm Uông Bí xây dựng và phát triển với kết cấu hài hòa phù hợp. Nếu như ở những hội diễn trước, việc đầu tư cho giàn dựng còn ở mức độ, thì hội diễn năm nay các đơn vị đã có ý thức tập trung cho việc đầu tư quy mô bài bản hơn với đội ngũ đạo diễn, biên đạo kinh nghiệm, trưởng thành từ các phong trào văn hóa văn nghệ. Do đó các tiết mục cũng mang tính chuyên nghiệp hơn, thể hiện ở kỹ năng biểu diễn của các đoàn, các diễn viên, không có tình trạng tham gia cho có phong trào. Qua đây cũng thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị đối với phong trào nghệ thuật quần chúng ở cơ quan đơn vị, góp phần tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong công tác học tập của cán bộ công nhân viên, học sinh cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Không những thế, nhiều đơn vị đã làm rất tốt công tác xã hội hóa, ủng hộ cho phong trào của đơn vị như Yên Thanh, Quang Trung. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ủy ban thành phố Uông Bí về việc triển khai tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Uông Bí năm 2016, thì dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban đã xây dựng kế hoạch rất là tỉ mỉ và giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban tổ chức triển khai tập luyện và huy động các hạt nhân của các khu dân cư được hơn 70 anh chị em tham gia, và chúng tôi xây dựng kế hoạch tập luyện trong một tháng, và đồng thời chúng tôi cũng vận động quyên góp các nhà hảo tâm và các tổ chức cá nhân để cùng chia sẻ với phường, cũng xã hội hóa được một số kinh phí để chuẩn bị cho cái cuộc này. Thì qua tập luyện thì chúng tôi cũng dùng những cái hạt nhân và cũng người có kinh nghiệm tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng, và chúng tôi tổ chức rất là bài bản. Thành phần các đoàn về tham gia hội diễn năm nay cũng phong phú hơn, quy tụ được những diễn viên quần chúng được chọn lọc từ hội diễn cấp cơ sở. Trong đó diễn viên cao tuổi nhất là 78 tuổi đến từ phường Yên Thanh, diễn viên nhỏ tuổi nhất là 7 tuổi đến từ phường Quang Trung. Cảm nhận chung của các diễn viên về tham gia hội diễn là phấn khởi, tự hào trước một sân chơi đầy bổ ích, sôi động, nguyện mang hết khả năng và tâm huyết của mình đóng góp cho hội diễn. Tôi cảm thấy rất là vui mừng khi mình là một trong 1.200 diễn viên quần chúng tham gia vào chương trình nghệ thuật quần chúng năm 2016 của thành phố Uông Bí tổ chức, và tôi cũng thấy được sự vui mừng đó trên gương mặt của mỗi diễn viên trong hội thi này. Trong quá trình tập luyện thì mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên tất cả thành viên trong đoàn đã rất cố gắng và nỗ lực để có được một kết quả như ngày hôm nay. Sau 3 ngày diễn ra, hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người xem. Bên cạnh múa, thể loại độc lập bắt buộc của hội diễn, có thể thấy múa xuất hiện dưới dạng phụ họa cho hầu hết các tiết mục đơn ca, tốp ca, tam ca, hợp ca. Đây cũng chính là điểm mạnh của các đoàn về tham dự trong việc huy động lực lượng đông đảo diễn viên tham gia tập luyện, thể hiện khả năng sân khấu, cách lựa chọn trang phục cũng như khả năng biên đạo và dàn dựng của các đoàn, đồng thời tạo ra hiệu ứng màu sắc hòa quyện cùng âm thanh ánh sáng của các tiết mục. Có thể kể đến như ca khúc Người mẹ tay không bắt giặc của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, Yêu anh thợ lò của Công ty Than Vàng Xanh, Uông Bí quê mình ơi của Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, hay Uông Bí thành phố Bình Minh của phường Quang Trung. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, hội diễn còn vắng bóng các tiết mục múa solo, thể loại này cần được khai thác tốt hơn trong các kỳ hội diễn tiếp theo. Các chương trình được dàn dựng hết sức là công phu và mang tính chất nghệ thuật cao. Chương trình có tính logic. Đối với lại các tiết mục múa thì có nhiều tiết mục được biên đạo mang tính chuyên nghiệp. Về các tiết mục ca thì nhiều bài hát và nhiều ca sĩ, là đặc biệt là các thế hệ trẻ thì có tiềm năng, và sẽ chắc chắn là trong thời gian tới thì tiếp nối truyền thống của cha anh để phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa đối với lại phong trào nghệ thuật quần chúng trên địa bàn của thành phố, khơi dậy thêm các hoạt động và góp phần thêm trong cái phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là đối với lại văn hóa ở trên địa bàn. Về các cái thể loại như là độc tấu, thế và có nhiều các cái thể loại mới hơn được các cái khu dân cư là rất là sáng tạo, thế và tự biên đạo, tự tổ chức để mang đến với hội diễn lần này. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, trước sự hào hứng động viên của hàng ngàn lượt khán giả,
hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Uông Bí đã kết thúc và được đánh giá là thành công ngoài sự mong đợi của ban tổ chức và khán giả. Trong tổng số 135 tiết mục tham gia, ban tổ chức đã lựa chọn và trao 90 giải A, 45 giải B cho các tiết mục. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải dành cho diễn viên cao tuổi nhất, diễn viên nhỏ tuổi nhất, tác giả sáng tác ca khúc mới và dàn dựng chương trình xuất sắc. Giải toàn đoàn dành cho các khối thuộc về các đơn vị phường vàng danh, nhất khối xã phường, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, nhất khối các cơ quan hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang, công ty than vàng danh, nhất khối doanh nghiệp, phòng giáo dục đào tạo thành phố, nhất khối giáo dục đào tạo. Đặc biệt, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc nhất hội diễn cho đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ phường Quang Trung.